Tính đến nay đã có 48 trung tâm đăng kiểm trên cả nước tạm dừng hoạt động trên tổng số 281 trung tâm. Trong 48 trung tâm này có 41 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ. 7 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139 năm 2018 của Chính phủ. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết trong tuần qua có 4 trung tâm đăng kiểm đã mở cửa trở lại, trong đó có 2 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 2 trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An. Như vậy hiện nay cả nước còn có 233 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.